Chào các bạn, có rất nhiều bạn muốn mua một chiếc lò nướng Salamander cho cơ sở của mình để mà thay thế cho nướng than truyền thống, nhưng vẫn còn đang khá là phân vân, không biết có nên mua chiếc lò này không. Và trong video ngày hôm nay sẽ là các ưu điểm nổi bật mà chỉ lò nướng Salamander mới có, còn nướng than thì không có. Hãy cùng tôi tìm hiểu nhé. Đầu tiên thì phải nói đến khả năng nướng sạch sẽ và không khói bụi của cái lò này. Như các bạn biết đấy, thì nguyên nhân chính mà tạo ra khói khi các bạn nướng bằng than, đấy chính là dầu mỡ từ thức ăn khi nướng sẽ nhỏ xuống than, rồi là bùng khói lên. Hiểu được vấn đề này, thì lò nướng Salamander đã được thiết kế với các hệ thống họng đốt hồng ngoại được đặt ở phía bên trên. Vì vậy mà dầu mỡ trong quá trình nướng không thể nào nhỏ vào họng đốt được. Thế nên là quá trình nướng hoàn toàn là không có khói nhá. Chưa kể đến, khi các bạn nướng bằng than ấy, thì bụi than cứ thế bay lên, rồi bám vào thịt, tạo ra các cái đốm lấm chấm đen, gây mất thẩm mỹ và mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp theo là sử dụng lò nướng Salamander vô cùng tiện lợi. Để mà sử dụng được cái lò này thì cực kỳ đơn giản thôi, cũng khá là tương đồng với lại các cái mẫu bếp ga gia đình mà ở gia đình chúng ta ấy. Ta chỉ cần cấp ga là có thể nướng được ngay. Hệ thống các họng đốt hồng ngoại thì hoạt động hoàn toàn độc lập. Dùng họng nào thì ta bật họng đấy. Các họng không dùng thì ta cứ tắt nó đi. Hoặc là cũng có thể điều chỉnh lửa to hoặc là nhỏ cho phù hợp với tính chất của từng loại thực phẩm nhé. Cái vỉ nướng của cái lò nướng này này, ta cũng có thể điều chỉnh nâng hạ được. Có tới 6 nấc để bạn có thể điều chỉnh sao cho nó gần hoặc là ra xa với khu vực họng đốt. Tiếp đến là nướng bằng lò nướng Salamander thì thức ăn sẽ chín rất là đều và thơm ngon. Khi các bạn nướng thức ăn với cái lò này này thì thức ăn của bạn sẽ chín rất là đều. Bởi vì thứ nhất là hệ thống các họng đốt của cái lò này toàn bộ đều là hệ thống họng đốt hồng ngoại. Thứ hai là các cái họng đốt này được đặt cạnh nhau và trải dài khắp toàn bộ chiều dài của khoang nướng. Thế nên là khi nướng với cái lò này thì món ăn sẽ chín rất là đều, mà bạn cũng không cần phải lật chở quá nhiều như là khi chúng ta nướng bằng than truyền thống nữa. Tóm lại, các đặc điểm nổi bật của lò nướng Salamander sẽ là nướng sạch sẽ và không khói bụi, sử dụng thì tiện lợi. Khi nướng thức ăn với cái lò này thì sẽ chín rất là đều và thơm ngon. Còn bạn, bạn thấy sao về cái lò này? Nó có phù hợp với nhu cầu của mình hay không? Nếu có thì hãy liên hệ ngay tới số điện thoại 0896 905 905 hoặc là truy cập vào website maythailong.com. Cũng đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube Máy Thái Long để đón chờ các sản phẩm tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.